Thì chắc vậy. Dạ, em nuôi gà đó. Cái cục. Lại mấy cây này Ừ, nè. phải. Là cưa chia đôi đi. Ừ, cho gà nó leo lên đi cũng được, anh khỏi phải khiêng ra. Ừ, cũng được. Ừ, cứ dục dục Cái xác cục này xác vô, dục xác xác vô vậy đó. cứ lăn lăn nè. Lăn lăn đó rồi cho nó đi vậy đó. Cũng phải dựng dựng lên cho con gà nhảy lên đó nó đứng, ví dụ vậy, rộng lắm á. Anh rào từ đây nè, anh rào lên tới đó, anh rào ngược xuống lại cho em. Là cái này là nhiều mét à? Bự, để em coi bao nhiêu mét. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét, 6 mét, 7 mét, 8 mét, 9 mét, 10 mét. Qua gì nè, vào ngang gì nè. Vậy thôi chứ là đủ rồi, em có mấy con Thì ở trên đó. khi nào em phát triển thêm là em rào thêm chứ, Ừ cũng được, thì rào nhỏ nhỏ trước. em có mấy con thì em rồi có tiền vậy nè cho em chơi con này trước. Tại vì em tính là nguyên cái ở trên đây và bữa cỏ nó mọc nhiều. Mình sẽ dạy nó từ từ lên Ừ. cho nó lên từ từ, chứ em cho nó mổ hết một chỗ một lần nên nó căng lắm. Thì À cũng ừ thì cũng được. cũng được, Rồi mấy cái gạch này là em khiêng xuống luôn đây luôn. Khiêng xuống đó luôn. Để vài bữa nó nổ cục đá này. Kêu là cái gì, cái này kêu là cái gì? Cục đá của Tài Thiên Đại Thánh đó. Rồi. Bây giờ thiết lập cái nhà bếp ở ngoài trời. Để em chỉ nha. Còn gạch, còn ngói ở đây nữa nè. Ủa sao đâu nhiều ngói vậy anh? Ở trên nóc nhà đó mà vậy nhiều vậy đó hả? Anh dèo anh đâu có để ngói lên lại đâu phải không? Vậy em khiêng rồi đẳng luôn. phía bên vít thôi nó mà nó ra nhiều vậy Dữ vậy? đó, mình lấy xuống Ừ, quá trời luôn. Trời ơi. trên nó cũng còn miếng đó để sửa cho nó chắc. Lát mình đập cái đó ra. Cái mình để cái bàn ken hồi nãy em đem về đó. Để ở đây nè. Đó, tại ngay đó mình để mình ngồi rồi. Vài bữa là lò nướng rồi này kia gì đó, rồi cái bắt đầu. Nhưng mà nhìn đẹp không? Tại vì em nghĩ lúc Thì mà bạn biết luôn Tại vì lúc mà mình quay phim thì cái cảnh cây nó đẹp hơn. thì cũng được chứ, Ừ. Nếu không mà để vô đây hả? giao đồ Ở đây cũng được, tại vì anh làm mấy hiên ra nó che được nắng mưa đúng không? Ờ vậy thôi để vô đây. thì muốn có cây cỏ à, muốn đưa nó xéo quay về cũng có nhưng Có không? cây. Thì đó bây giờ đang đang thiết kế cái nhà bếp ngoài trời. Ờ góc này cũng được, góc này đỡ gió. Nửa cây nữa, Ừ. nửa màu đỏ nữa, cái chùm cây đó nó Yeah. Thì để cái bếp rác nó dọn xong khu này rồi. khiêng luôn xi măng qua góc bên này. Dạ. Rồi xong rồi để vô lát nữa em rửa thịt đồ. Ok. Có dọn tiếp không? Ừ, dọn đi. Rồi. Bàn cưa Bàn cưa. Không biết mấy con thiên nga em còn bển không ta, coi nó có đẻ trứng không? Trời nắng đẹp này. Không, thiên nga đi rồi. À. Thì đó trời lạnh gì mà không ai tới lấy cây hết, nó ghê chứ. Đâu coi cứng không? Ồ, cứng luôn. Được hơn hôm qua xình không? Thì đó. Đi không, đi qua coi coi lụm trứng thiên nga không, nó còn kìa, nó nằm góc đó đó. không có gì đâu, Không có hả? tìm không mất thời gian dọn dẹp.
Rồi vậy thôi đi dọn. Tối em qua em kiếm sao không coi có không. Em xách đàn bim đi rội vô trứng đi nha. Anh có cây đàn bim đó. Chưa dọn luôn á. Chai sành. Đất rộng quá mà. Đó. Rồi hết rồi. Hôm nay nó có gió. Chứng ngắt luôn rồi. Ngắt hà. Cho nên là chưa. Lấy không có lên. Cứng. Mình thấy nắng lên mình tưởng nó mềm. Nếu mà làm cái máy hiên ra. Có khi nào ra cưa mấy cái đó hả? Cái cây dài này nè. Ừ. Cưa nó thì đo trước. Cưa làm hai là làm hai trụ hai bên. Ừ được đó, được đó, đẹp luôn á. Nè đây được cây đó, được cây. Dưới đó cũng được mấy cây được được đó. Ừ đó. Hình như trong đây. Được, cái này làm hai trụ được. Thằng này với thằng này đúng không? Hay là thằng trên này hả? Ừ. Tại vì cây này nó nhẹ nè. Ừ. Trời, mấy cái cây này mà mình chẻ ra. Bây giờ anh còn cứng lắm. Đông đá anh. Chẻ ra cái mình làm cái ghế mình ngồi cũng được anh, cái ghế bàn canh dài á. Anh không có chẻ đôi, tại anh chẻ đôi không có được. Anh chẻ giống như thằng kia chẻ vậy, chẻ vậy nè. Vậy nè. Đó. Quá trời quá sức cây. Thôi dọn dẹp tiếp thôi. Hôm nay là anh đốt cái củi đó không có được gió, anh thấy không? Mấy bữa, hai bữa kia nó lại không có gió. Còn bây giờ nó lại có gió, không có đốt được. Nhưng mà bây giờ, cái chiếc xe của mình á, để cái tấm gì lên để dục và cái này vô cho nó đỡ dơ không? Chiếc xe đỏ á, chứ Thiên Hằng nghe đầy nhóc rồi. Gom đồ dục lên trên cái thiên cái dục giữa này nè. Nhưng mà để anh coi cho mấy cây này. Đâu. Miếng cây nào? Miếng cây cũng xài nè. À. Thì anh cứ để đi hay nghe anh kéo xích xuống thôi để mình dọn sạch thôi. Chứ bắt mới thì đi để anh chi cho nó nặng, anh còn xài mà. Tại giờ mình đi dục rác dục bằng xe đỏ chứ đâu có dục bằng thiên nghe. À đúng rồi, thì trong đó cũng phải dục. Không, bây giờ em bỏ vô cái bịch, em bỏ vô cái thùng em dồn nó lại. Ừ. Ôi cái này nó cứ ngắt rồi chồng ơi. Mình không có bịch mũ, nếu mình có bịch mũ á. À. Được hai bụi tre.
Để đỡ đi. Đó, đi đỡ gì đi. Rồi cái chai này đem đi đổi nè. Quá trời luôn. Ờ, lẹ. Cái này là chai hồi mùa hè mình uống tới giờ. Chứ chai hôm nay mình cũng đi đổi rồi. Cái này đâu có dục, cái này dục hay không có dục. Rồi cái này dục quá, cái này là cái gì đó. Đó, vậy đó cho nó xong, chứ lùa lùa ra đây cái để hoài cái nó thành. Nó cũng cứ như vậy. Để nó cũng cứ như vậy. Bây giờ người ta hết lạnh rồi. Không biết cái này nó không còn mạt, nó biết xài được, đoán được không? Nó không có scan được đúng không? Nhưng sẵn mình trong đó mình cũng dục luôn. Dục ở trong đó. Mùa đông lạnh em ạ. Chất hết lên rồi, có gì thì sắp xếp lại đi cho nó gọn đi. Bao củi của nhà em, củi để đỡ đi rác anh tính. Trời này nó còn rồi, rốt cuộc này sao mà cưa hả? Úp qua đây cái thùng mà giữ lại. Trời nó thấm tuyết á anh. Thấm tuyết rồi giờ thành nước nó đóng rồi vậy nè. Bởi em hốt mà cưa trỏng đó đúng không? Này để đây đi. Rửa cái bàn tới hè mình mà rửa ráy nấu nướng ở ngoài trời. Em đang nghe được cái gì nữa. Chứ chị này là chuẩn bị đồ cho mùa hè, nấu nướng, rửa ráy rồi đó. Về bữa mà đi câu cá rồi về là không có cần sợ thôi. Cá đi mình. Quá ngon luôn. Chỗ này thì quá tuyệt vời rồi. Sập trơn, nóc luôn. Nhưng mà anh che cái máy ra thì nó không bị xét đâu, em nghĩ vậy. Ngon không? Quá trời ngon. Còn chỗ nào chưa ra không? Đấy đó. Sực nước đó.
tắm không? Để đi. Tắm luôn cái nha. Cái bàn đó là bây giờ ai đem chó thì mừng chó, ai đem mèo mừng mèo đó. Tiết canh chó nữa ngon lắm. Cái này có cái cây chảo quá chồng. Nghe tới tiết canh chó thèm, nhất là mèo nữa. Ủa tự nó chảy đi như nó chơi cho nó thì dở dở nó quá nó ừ vậy đi không được vậy hả? Không thì em muốn làm gì làm. Vô lấy cái chảo ra chảo. Rồi thử đem thịt bò ra cắt luôn ha. Đấy, hôm nay em cắt thịt bò ở ngoài trời đi. Thử. Rồi mốt dễ nói, dễ đút xuống dưới. Thiếu hả? Ví dụ dư á cho mình cắt bớt ha. Ừ. Mất công là sự. Đó. Nó thiếu. Bây giờ người yêu mình gắn ống thoát nước cho mình nha. Vậy đó. Không sao kệ nó, vậy nó dễ hơn rồi nó ngắn. Cái ống này nó bự hơn. Bự hơn nữa ha. Đúng cũng vậy nè. Ờ, ngon luôn á anh. Nhưng mà cái đầu này sao nó bị chảy nước, dặn nó lại hả? Chuẩn bị cho mùa hè. Trời ơi đi câu cá rô mà về thùng bỏ đây là mần là cực kỳ ngon. Phơi cá nè rồi. Anh khơi nước nó chảy sao? Thôi anh thử đi. Thử đi. Vậy nó rỉ ít đó. Giờ nó ra kia không? Ra kia không? Ra chứ. Cái đó dặn lại thôi. Đây em cầm cho. Nước đó đang thử. Ok không? Ừ. Vậy thì anh chuyền cái nó ra ngoài. Thì chuyền đỡ đi. Ừ. Ừ nè. Ừ đó, anh công công nó cho nó ra đó. Đó, trời ơi, ngon luôn. Về bữa đào lỗ chôn nó sao? À em nói em lấy cái đồ cạo nước em quên ha. Đấy, nhưng mà anh dặn cái đó lại được không? Dặn hay là... Nó chảy ở trên này ha. Nó rỉ ở trên hả? Cái ở trên đó. Trên đây. Giờ phải gắn cây ron lại mới ha. Cái cây ron cũ quá nè. Thôi kệ đỡ đi anh, ngày mai mốt rồi tính. Bữa nào rồi tính tượng trưng gì đi. Em còn đút cái tủ này vô nữa. Ngày mai em... Ủa ngày mai em đi làm hả? À, mai em đi làm. Vậy đi. Vậy đi, đỡ gì đi. Đó ngon lành rồi em xài đỡ thôi. Rồi bây giờ...
Thôi bây giờ em thử thôi, em thử rửa rau, rửa cải nè, rửa thịt nè. Hôm nay nhà mình ăn thịt bò xào bông cải với là thịt bò chiên lên ăn với lại xà lách. Xà lách này rất ngon nha. Chưa trong rồi, em mua mấy bữa nữa còn chưa trong. Thì chắc phải mua cái đầu đầu giặt chứ. Nó tiện hơn. Nếu mà cầm đào cái bỏ truyền truyền được thuốc ở đây nữa thì quá khỏe luôn. Trời bây giờ thì cũng còn lạnh ha, xài nước lạnh thì nó lạnh. Lạnh, không lạnh. Trời vẫn còn lạnh, chưa chơi ngoài trời được đâu. Chỉ có em nôn thôi, giờ này ai nôn. Phải có blom về bữa ăn hà, công việc con đâu có thể giờ. Ôi, thế à, thế cơ. Dạ, nhiều công việc quá rồi, về bữa ăn sao, làm chứ hết. Phải mua cái đồ chặn cái đây nè, không phải ba cái rau cải rồi. Ừ. Rớt xuống đâu. Nên nó nhẹt ấm hết. Nó còn mệt nữa. Thôi bây giờ mình chơi vậy đi, chứ thật gì đi. Không. Nó nghẹt không? Nghẹt đâu, nghẹt. Nghẹt không? Không nghẹt. À, sao không nghẹt, không nghĩ sao nghẹt. Ok, nghẹt thôi. Cái rau này thật sự mà nói nó là không cần phải rửa. Nó rửa sẵn rồi. Tại dùng một tỷ mà rửa thôi. Rau đó. Anh có ăn xà lách với em không? Hay là anh ăn bông cải với con? Anh chắc ăn thịt với biết. Thì em cũng ăn thịt vậy, em cũng ăn. Em cũng ăn xà lách với là thịt mà. Chứ em không ăn cơm thôi. Chứ... Thịt để coi, hay cứ thở vô à. Ngoài này nước nó chảy tự nhiên ha. Không có sợ là ướt hay là hư gì ha. Cái này á mà mình gà rồi ngon lắm anh. Mình gà rồi dội rửa tóc hành luôn á, không cần có suy nghĩ luôn á. Mà đứng làm, anh đứng không, nếu mà mình để về mình đứng về thì nó hơi buồn. Đứng ra về thì nó vui, đứng nhìn vô vách thì nó hơi buồn, thật sự. Đó, nếu mà mình đứng nhìn dây ra thì còn thấy được mặt trời, mặt trăng rồi. Đứng mà dây vô về thì nó cũng hay đó. Vậy thì cái này phải để ngang vậy nè. Để ngang. Con cải này chắc em nghĩ phải trẻ nhỏ chút xào cho nó đẹp. Con cải, cải tươi trong luôn nha. Rất là ngon luôn. Bông cải xào. Bông cải xào thịt bò. Nó nước chảy ngon lành à. Ngon lành. Thank you.
phải gắn cái nước nóng kia đó là ra mới rửa chén nào rửa được. Chén là ngon. Ôi da này nó còn đi. Đá có bánh chồng đi. Bây giờ là ở ngoài này nó lạnh giống như ở phòng tủ lạnh vậy đó. Cho nên là cắt thịt bò thoải mái. Dao nhà em hơi lục rồi đó, phải đem cái cây mài về. Bây giờ cái cục này là em sẽ cắt lại, không có rửa, cắt lại ngày mai ăn mốt ăn. Hộp này xài được được rồi. Để đỡ đi. Đây mình mới rửa, mình sạch nè. Nên dao gạt cho nó ngon. Khoan, anh phải chờ. Bây giờ cái tay em cầm cái đó đó, rồi nó lại rửa mình tung. Rồi bây giờ mình rửa thêm một nước nữa. Tôi nói là rau nước hoặc là mình để cái thùng cái múc nước đó, mình múc. Yeah, yeah. Gân của thịt bò này rất là mềm nha, không cần phải lấy ra. Cái bàn inox của anh là sạch y chang như trong nhà hàng vậy đó. Cái này lá anh vô em ướp xong cái chiên gì nè, cái lá sắc sắc ra cái bỏ lên trên xà lách. Ồ, ngon. Xà lách làm nè, làm chua, làm tỏi. Cái này mình ướp với lại dầu hào, dầu mè rồi tỏi gừng rồi xào lên, xào với chung với broccoli. Nay nhà mình ăn thịt bò thôi. Vậy là đủ rồi đó, nhiêu đây cắt hết này là đủ rồi đó, thấy chưa? Ba người rồi đó. Hôm nay mình cũng gần xong cho mày gần hoàn tất. Phòng tập thể dục. Lên đây ngủ.
Nếu mà xài này là phải mua cái dòi sen kia. Nó bắn mạnh chứ không phải heo. Chè mấy cho nó nhẹ lại. Nó vậy đó. Không, bây giờ em phải rửa xà bông mấy cái này em đem vô nhà luôn. Ok, nhiêu đó thôi nha. Mình rồi, chào các nè. Bạn nha. Xong rồi, xong hết rồi. Bye bye. Bye bye.